mình dưới cái nước nước diêm vào này. Hai, xin chào mọi người. Chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống. Thì hôm nay mình lại mời mọi người xem mình làm một cái món ăn từ tôm cũng rất là ngon. Đó là tôm diêm nước mắm tỏi. Đây mình có một ít tôm như thế này đây. Mình đã cắt cái râu và cái chân của nó. Bây giờ mình sẽ tiến hành đem đi lột vỏ, bỏ đầu và lấy cái phần chỉ này, sống lưng của nó ra nhá. Để chế biến món ăn cho nó ngon. Rồi, ok. Để ướp tôm thì đơn giản thôi. Ít cái hạt nêm này. Cho vào đây một muỗng nước mắm nhé. Mắm thơm ngon đấy. Rồi mình cho vào đây một ít cái tỏi bằm này. Tỏi bằm nhuyễn này. Rồi mình sẽ đảo đều đây. Rồi ok, mình để mình ướp 10 phút gì đấy cho nó ngâm. Đây, khi cái tỏi này nó thơm rồi là mình sẽ cho cái số tôm đã ướp vào nhé. Đây. Mình cho hết cái số tôm ướp vào. Ok. Mình cho nhỏ lửa thôi. Đấy, cho nhỏ lửa thôi. Mình chiên sơ cho cái tôm này nó săn mà. Chiên sơ cho nó săn cái tôm này lại cho nó thơm ngon cái này. Đấy, để cho nó săn nó thơm ngon rồi mình cho thêm một ít nước nhé, cho muỗng nước thôi. Rồi mình cho thêm nước mắm vào, mình sẽ rim rim cho nó thơm ngon. Đấy. Rồi mình cho thêm một ít nước mọi người nhé, mình cho nước sôi này, cho nước sôi cho nó không bị tanh, nó thơm ngon. Mình cho một ít thôi, cho ít nước thôi mọi người nhé. Rồi mình sẽ nêm la lại mọi người nhé. Mình cho vào đây một muỗng nước mắm này. Mình sẽ cho vào đây một muỗng mì chính nhé. Mình rim cho nó cạn nước đi. Cho nó cạn nước là mình cho một muỗng đường vào, mình đảo đảo cho nó sánh lại. Sánh lại cho nó chắc cái con tôm này này. Đấy, thì ăn sẽ rất là ngon luôn. Vì là ít nước cho nên là trong quá trình diêm là mình trở đấy nhá. Mình trở cho nó ngấm trên ngấm dưới. Đấy. Mình bóc vỏ như thế này thì chế biến nó sẽ rất là ngon. Khi chế biến món ăn là nó sẽ ngon, nó thấm. Mình bóc vỏ ra thì cái con tôm này nó thấm được vị này. Đấy. Nó thấm vào thịt của tôm này này. Thì ăn nó sẽ rất là ngon, tuyệt vời luôn. Không chê vào đâu được. Đấy, mình tiếp tục rim cho nó cạn cái nước này đi. Cạn nước.
cái nước màu của nó trông rất là đẹp luôn, nước gạch của tôm. Rồi khi nó gần cạn này mình sẽ cho vào một thìa đường mọi người nhé. Đây mình cho vào đây một thìa đường này. Đấy, chỉ cần một thìa thôi. Rồi mình cho đường vào, mình đảo đều đi. Đảo đều đi cho nó ngấm cái đường này. Đấy, nó thấm vào là nó lên màu tự khắc, nó sẽ bắt mắt thôi, đẹp thôi, không cần gì cả. Đấy, mọi người thấy nấu ăn có đơn giản không? Mình đảo đều đi là mình tắt bếp thôi, đảm bảo là rất là ngon luôn đấy. Đấy, rồi ok, mình tắt bếp nhé, chỉ cần như vậy thôi là được, quá ngon rồi. Ok rồi, ok, để mình cho ra đĩa nhé. Mình có thái một quả cà chua, mình thái mỏng ra này, mình trang trí cho nó bắt mắt. Đấy, cũng trang trí một chút mọi người ạ. Đấy, mình dưới cái nước rim vào. Đấy. Rồi, đây mọi người ơi. Mọi người trông cái đĩa tôm rim nước mắm tỏi mình vừa thực hiện có ngon không ạ? Có hấp dẫn không ạ? Đây, món ăn này làm rất là đơn giản nhé. Để làm cái món ăn ngon thì mình nên bóc vỏ, bỏ đầu và làm sạch cái phần chỉ này, sống lưng của con tôm đi. Đây thì mình chế biến nó sẽ rất là thấm vị và rất là ngon. Mọi người cũng có thể làm để ăn nhé. Rồi cảm ơn mọi người đã xem video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Rồi ok.